Cá ba sa, bà con ta biết cá ba sa, cá ba sa hết rồi phải bà con. Nó thịt nó rất là hiền, ngọt thịt, mấy cá nó ngon, mà nó cũng giá cả bình dân. Nhưng mà có những người không ăn được, chứ không phải nó tốt vậy là ăn được cá ba sa hết đâu nha bà con. À, những người không ăn được cá ba sa là những người có chứng bệnh ở đây, mà ăn cá ba sa vào thì chứng bệnh mình lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi, nó làm cho sức khỏe của chúng ta càng ngày càng xấu đi. Đó là những người có bệnh về tim mạch, giảm cân, béo phì, bà bầu, phụ nữ đang cho con bú, bệnh gút, tiểu đường, trẻ em 6 tuổi trở xuống, người lớn 70 tuổi trở lên, vui lòng đừng ăn cá ba sa. Ăn vào nó không tốt gì cho sức khỏe của mình. Đó là những người có bệnh tim mạch, giảm cân, béo phì, bà bầu, phụ nữ đang cho con bú, bệnh gút, tiểu đường, trẻ em 6 tuổi trở xuống, người lớn 70 tuổi trở lên. Còn ngoài ra còn lại là đều ăn tốt hết. Vì cá ba sa nó có lợi cho sức khỏe, nó có giàu chất protein, chất lượng cao. Đó, nó làm tốt thật tốt. Cho nếu như vậy thì chúng ta cứ ăn bình thường. Ngoài ra những ai ăn được cá ba sa này thì tốt thật tốt nha bà con. Ăn một ngày không quá 350 gram, một ngày ăn 6 ngày, nghỉ một ngày rồi mới ăn tiếp. Ta cứ ăn giống như những loại cá khác ta hay ăn, nhưng mà ăn 6 ngày phải nghỉ một ngày. Chúc bà con ta ăn cá ba sa vui vẻ, mạnh khỏe. Chào chào, nào nào, xin tạm biệt. Woo!